À, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay lại em quay vào buổi tối, em lại quay cho các bác xem một khu cạnh họ chuẩn bị quốc hố, cận cảnh quốc hố ngôi trang này. Mai họ bốc ấy, không quên mai khuân nhầm, hôm mai họ chôn người ấy, chôn người ta kiếm một cái người đấy các bác. Đây đây, những đống gạch này, cận cảnh ngôi mộ bị bốc. Đổ gạch trước rồi, đổ gạch trước rồi các bác, và trong này đống cát to lù rồi các bác, đống cát này, đống cát đây này các bác, họ đổ đây, họ chuẩn bị mai người họ mới mất, mai họ trốn các bác, đây các bác. Cái cận cảnh cái hố họ xây, họ múc, họ xây ngày hôm nay này, mai họ đưa đi, mai họ chôn đây. Đây các bác, mai họ chôn cái hố họ, đây các bác, đời người chỉ có một cái hố cả này thôi các bác. Đây. Xây trước là mai họ chôn những con si này. Đó, nhìn nhau. Đời con người, kiếp người chỉ có hố trai thôi bác, nhìn này. Đây là cái hố này các bác, bên cạnh cái hố này các bác. Cảnh người hố mộ khổ quá các bác ạ, đời người chơi cũng người chỉ có thế này thôi các bác. Đang nhìn nhá, khổ rồi các bác, nhìn này. Đời mình đời con người có cái hố có là chôn là sao. Khổ các bác. Kiếp quá các bạn. Đây, cận cảnh cho bác xem. Quay vào buổi tối nó phải hơn, mời các bác xuống cạn cho em nhé. Đời hết một đời như vậy. Tận hơi tốt quá, thông cảm. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Các bác thấy hay, ủng hộ, like và đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi, em chào tất cả các bác.